xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với video của mình nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi game farm nha mọi người. Chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ nhá. Chúng ta đổi nhiệm vụ cho mọi người. Quá tuyệt vời, tuyệt chỗ đây. Quá tuyệt vời rồi. Chúng ta gieo lại cho mọi người. Thu hoạch thì không, chúng ta gieo lại cho mọi người. Mời đi đâu thì chúng ta là được quá vẻ cho mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ dùng cách chúng ta vẻ cho mọi người. Năm hết ra sáu của giao cho mọi người. Tối nay đi nhóm tăng tủ lăn thì là chính thức bán cho mọi người. Nó mới đủ cái tối rồi đây ạ. Rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đá thì mình bạt đại đường của mình này nhá. Thì đá khó rồi. Ôi có cái bạt đại đường đâu trời. À đây rồi mọi người. Rồi chúng ta bắt đầu chạy rừng nha mọi người. Quá rừng lại 40 gỗ thôi mọi người. Ok
hôm nay tranh thủ làm nhấn cho mọi người ơi, thông báo mời ăn sinh nhật vào mọi người ạ. Không để dù ai là tin nhưng mà mời ăn sinh nhật mọi người ơi. Nói giờ hơi vẫn còn này thì hơi giờ mới thấy. Mọi người có ai ở Đà Nẵng thì tổ chức sinh nhật cùng với mình nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu lấy 40 gồ nha mọi người. Mang rồi tất cả mọi người.
Thank you.
mình tới 120 lần cho mọi người. Chúng ta mới tới được 60 lần, bây giờ chúng ta cắn cái bật tới cho mọi người. Chúng ta lấy 15 đá lại cho mọi người. Let's go. Làm xong cái này mình xin off video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Mình làm nốt cái này rồi mình off nha. Hẹn gặp lại mọi người.